Bác, câu hỏi cuối cùng của con là mình có thể thay đổi nhân quả được không? Nếu như thay đổi được thì bằng cách nào ạ? Bây giờ con suy nghĩ nè, lửa nó cháy nó nóng ngàn độ, con cái lật con đổi nó nổi không? Đừng có xài với nó, nhân quả đừng có rỡ tới nó. Thấy đất này suy nghĩ hành động là bị nhân quả rồi, không có thay đổi được cái gì đấy. Đã ta nói vô trong cái dòng bão rồi thì phải làm ơn, muốn đi ra thì phải bò đi ra, chứ không phải ngồi đó mà dùng cách mà che cái bão cũng được. Thấy không? Dùng cách che bão được, với vậy thí dụ còn đóng cái thùng cũng chui vô đóng á, ở trong đó nó không có bão, chứ sự thật bên ngoài nó có bão. Là cái này ông Phật ông nói thành A-la-hán là cái chỗ này nè, con vào trong một thanh tịnh tự con làm ra, gọi là thanh tịnh quá thành đó. Nhưng mà con đi ra nó bị cái bão liền, thì ở trong thế giới vật lý này con làm cái gì nó không phải theo quy luật vật lý, không cách nào có thoát được hết. Vì Thiền Tông nó giải thích được cái này. Nhưng mà tôi nói thiệt, Thiền Tông mà nó ra đời đúng nghĩa là giáo lý mà ra được thì không ai tu hết rồi đó. Nó rõ trắng như ban ngày ai tu à, mà duy nhất chỉ còn cái Thiền Tông tạo công đức thôi. Chứ hoàn toàn nếu mà Thiền Tông giáo lý mà ra rồi không ai tu hết. Làm sao hết? Đã tu bị nhân quả, nó thiệt là thế giới tu, ở thế đất này mà tu là bị nhân quả, con dám tu không? Nó biết vậy. Bởi vì ở ngoài đường ở cổ nhân người ta nói mày có chạy đâu mà không khỏi nắng đó. Chạy đâu không khỏi nắng, mày sợ nắng mà chạy vô nhà chút chứ miệng cũng phải ra ngoài, chứ đâu ở trong nhà hoài được không, phải không? Chạy đâu cũng không khỏi nắng, vì thế giới này anh tu là anh bị nhân quả, anh không có làm cái gì được hết. Anh làm sao anh muốn về Phật giới thì anh phải tìm cái, người ta có cái lập trình, bắt chước cái lập trình này đi đưa đi đưa cho người ta về. Con làm bằng phương tiện gì con giúp người ta hiểu cái này, con làm bằng người ta về Phật giới thì có công đức nhiều hơn. Còn người ta hiểu cái này, ta không mê tín, chính không mê tín con có công đức rồi đó. Bắt đầu con có 1 đồng rồi đó, rồi từ từ lên 10 đồng, 20 đồng, 1 triệu, 1 tỷ, nó sẽ đi lên cái lập trình đó rồi.